Thời gian qua, lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Phong Điền luôn được quan tâm thực hiện. Trong đó, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị và khu dân cư tập trung đạt 96%, vượt kế hoạch đề ra 0,2%. Theo đó, huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình thu gom rác hiệu quả tại các khu vực nông thôn, khu dân cư, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt không vứt rác xuống sông, rạch. Từ đó, công tác thu gom, trung chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo duy trì thường xuyên. Riêng trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức thu gom vỏ bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được 90 bao bì, tương đương 360 kg. Lãnh đạo huyện và các ngành có liên quan thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các xã thị trấn thực hiện chiến dịch thủy lợi, giao thông, mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường năm 2022. Tổ chức nhiều hoạt động ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng trên nhiều tuyến đường của huyện.